Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, thì trong 4 ngày đã có khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó khoảng 2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng doanh thu cả nước ước đạt 22.000 tỷ đồng. Như vậy, đúng một năm sau đợt dịch lần thứ tư bùng phát, du lịch đang hồi phục mạnh mẽ. Các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đều đã ghi nhận mức tăng trên 100%. Sơ qua về kỳ nghỉ lễ vừa rồi thì như bên chúng tôi có thống kê thì lượng khách đi dịp 30 tháng 4 tăng 130% so với kỳ nghỉ năm ngoái năm 2021 và tăng 50% so với kỳ nghỉ giỗ tổ cách đây khoảng tầm 3 tuần. Thì đây là một số rất là đáng ghi nhận. Chúng tôi nhìn thấy rằng là kỳ nghỉ già hè sắp tới đây sẽ một kỳ bùng nổ về du lịch Việt Nam. Thì chúng tôi có nhận thấy rằng là về trước mắt thì là nội địa sẽ là cái trọng điểm để mà thu hút khách du lịch. Nhu cầu đi du lịch của người dân tăng cao, khẳng định du khách đã vượt qua e dè, lo ngại về dịch bệnh để tham gia các hoạt động du lịch. Và ngay sau kỳ nghỉ lễ, các đơn vị du lịch đang đầy kỳ vọng để thu hút khách trong dịp hè tới. Đến thời điểm này, nhiều sản phẩm và các dịch vụ combo vé máy bay, phòng khách sạn tại những địa bàn du lịch trọng điểm đã kín dịp cuối tuần. Mặc dù mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu đến từ chương trình quốc tế, tuy nhiên có những vấn đề liên quan đến vé bay, liên quan đến phòng chống dịch, nên là thị trường mà chúng tôi đầu tư lớn nhất và nhận được nhiều yêu cầu nhất vẫn là thị trường nội địa. Và rất là vui khi mà trong những ngày cuối tuần của những tháng hè tới đây, chúng tôi đã nhận được tất cả những đơn hàng từ thị trường nội địa và đã chạy full công suất. Du lịch là một phần của cái trạng thái bình thường mới, miễn sao là đi du lịch thực hiện là an toàn. Và hiện nay thì du khách cũng đã đăng ký rất là nhiều, kể cả tour du lịch biển, nghỉ dưỡng, hoặc là tour du lịch đi miền núi, hoặc là những cái tour mà kết hợp cả hội nghị hội thảo. Hai đợt nghỉ lễ vừa qua được xem như bàn đạp cho cao điểm du lịch hè. Thị trường đang ấm trở lại và cột mốc sắp tới hứa hẹn đánh dấu sự trở lại đầy triển vọng của ngành du lịch. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng đối với du lịch nội địa cũng như là du lịch cho các doanh nghiệp cũng như nhà cung cấp du lịch ở các địa phương. Và sau đợt cao điểm du lịch hè, du lịch Việt Nam sẽ đón mùa thu hút khách quốc tế từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Việc luân phiên như vậy cũng giảm áp lực cho hạ tầng du lịch và nhân lực vẫn đang thiếu hụt sau dịch.